Xin mến chào các chú anh chị ha. Hiện tại đó vậy, Nhã đang có mặt ở trung tâm của thị trấn Gò Dầu, ở ngay chỗ chợ Gò Dầu nè, rồi có cái vòng xây ha, rất đẹp luôn. Nhã nhìn thấy cái hướng đi một bài 10 cây số nữa thì Nhã sẽ xin ha chạy xe xung quanh cái khu vực đó và ghi hình cô chú anh chị xem ha. Cửa khẩu Một Bài 10 cây số để xem có chạy đến đâu được thì ghi hình tới đó. Ngay đây có chợ Gò Dầu nữa vậy. Sài Gòn 48 cây nữa tới, Một Bài 10 cây nữa. Ồ, ngay đây có cái vòng xây đẹp quá. Wow, container. Ồ, mấy cái xe container nó chạy cái đường này cũng ghê quá. Mình chạy chậm chậm theo nó thôi ha, chứ mấy xe này thì nó nguy hiểm, nó quẹo. Đi cái hướng này quý vị, qua phía ngoài bên đây á, nghe nói nó có cái cầu Gò Dầu, nó được mệnh danh là cầu xó nợ ha, có nhiều người gọi là cầu xó nợ. Wow, ghê vậy. Rồi, đi thôi quý vị. Quý vị có biết đó, sở dĩ mà nó tên là cầu xó nợ bởi vì ở cái chỗ mà khu vực này ha thì nó có casino, nó là cửa khẩu quốc tế Một Bài đó, giáp với đất nước bạn Campuchia ha. Nhớ vậy mà để là cầu Gò Dầu một. Đó, cầu Gò Dầu một đây nè, hay còn gọi là cầu xó nợ đó, vậy thấy không khung cảnh ha, cầu xó nợ. Rồi giờ đi tiếp ghi hình cho cô chú anh chị xem ha, cảnh ngày nay Gò Dầu ngày nay thì nó như thế nào ra làm sao. Wow, sông ha, sông Vàm Cỏ chạy ngang. Nhớ xin kể thêm về cầu xó nợ, có nghĩa là khi mà người dân mà đi chơi quánh bài đó vậy, quánh bài còn gọi là casino ở bên kia biên giới ha, ở bên Campuchia về á thì hết tiền, buồn quá, thất vọng não nề á, đời không còn gì để mà giữ lại nữa thì nhảy cầu đó vậy, nhảy cầu. Rồi khi mà nhảy cầu xuống á thì coi như là không có thiếu nợ ai hết, hết thiếu nợ ha, nên gọi là cầu xó nợ. Đó vậy, nó đi Campuchia luôn á, rồi nó có cái hướng để mà rẽ về Bến Cầu, huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh ha, lâu lắm rồi Nhã mới đi cái con đường này để mà ghi hình cho cô chú anh chị xem. Ồ, bây giờ mọc lên bán kiển này nọ, với lại mấy cái cây giống bông hoa, rồi cái giống chỉ nhìn thấy là vú sữa, sầu riêng, ổi các kiểu đó vậy. Đó vậy thấy không, đường đi Campuchia ha, biên giới, khu vực biên giới. Rồi, Nhã xin cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha.
Chúc cô chú anh chị khỏe nha.